Toyota Innova, đây là Toyota Innova phiên bản số sàn của năm 2023. Thì hiện tại bây giờ thì Innova phiên bản số sàn của chúng ta thì dự kiến vẫn sẽ giữ nguyên mẫu này nha quý chị nha. Còn các phiên bản số tự động thì sẽ được ra mắt vào tháng 10 của năm 2023 với mẫu hoàn toàn mới. Thì chiếc xe Innova phiên bản số sàn này liệu của chúng ta còn được ưa chuộng như những năm trước đây hay không? Và mức giá dành cho tháng 10 của năm 2023 khi chúng ta mua mẫu xe Innova phiên bản số sàn này sẽ như thế nào? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng em Vinh tiến vào với những trang bị công nghệ ở trên xe và không thể thiếu được, đó chính là mức giá lăn bánh của chiếc xe Toyota Innova phiên bản số sàn này nha. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh thì đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một nút đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe uy tín nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng em Vinh tiến vào với cái phần đầu xe. Đầu xe của Innova thì được thiết kế rất là liền mạch và nhìn nó rất là hài hòa quý chị nha. Có thể nói đây là một chiếc xe hiền nhất trong phân khúc MPV tại thời điểm hiện tại. Đó, cái cách thiết kế rất là hiền nha. Cụm đèn chiếu sáng phía trước được trang bị với bóng đèn halogen chiếu sáng ở phía trước, cho ra cái cường độ ánh sáng rất là ổn định ở trên mẫu xe Innova này. Và cái cụm đèn được làm to bản này sẽ khiến cho chiếc xe của chúng ta hấp dẫn hơn khi chúng ta nhìn tổng quan về cái phần đầu xe. Tiến dần xuống phía dưới, chúng ta sẽ có được một cặp đèn sương mù và đèn xi nhan được tích hợp ở phía bên ngoài đây. Đó, làm rất là to bản và ốp bằng nhựa đen nhám ở phía bên ngoài. Đó, đèn xi nhan thiết kế rất là to nha. Và phía trước chúng ta được trang bị một cặp cảm biến góc trước để vận hành và di chuyển chiếc xe này một cách dễ dàng hơn. Đèn sương mù dạng halogen thì sẽ được đưa thấp xuống phía dưới đây, cho chúng ta một cái khả năng vận hành tốt hơn và vượt trội hơn ở trên mẫu xe Innova phiên bản số sàn này. Tiến dần vào phía trong thì chúng ta sẽ có một cái mặt lưới tản nhiệt được thiết kế dạng oval rất là đẹp và được sơn trang trí phía bên ngoài bằng màu bạc này, những cái thanh trang trí sơn màu bạc này, rất là đẹp và hấp dẫn nha. Và nó khiến cho chiếc Innova của chúng ta nó nổi bật hơn khi chúng ta nhìn tổng quan về cái phần đầu xe. Đó. À, phía trước đây thì chúng ta sẽ có một cái logo dập nổi mạ chrome tạo điểm nhấn rất là rõ nét cho cái chiếc Innova này của chúng ta. Đó, nhìn cái tổng quan phần đầu xe này chúng ta thấy được một cái sự hấp dẫn đầu tiên nhất luôn khi chúng ta tiến vào một cái chiếc xe MPV 8 chỗ của nhà Toyota. À, chúng ta sẽ cùng tiến dần qua cái phần hông xe để trải nghiệm thêm về những cái tính năng và công nghệ trên chiếc xe này nào. Thì ở cái phần hông xe này thì chúng ta sẽ thấy được sẽ có một cái trục cơ sở rất là dài của một chiếc MPV ở trên chiếc Innova này. À, chúng ta sẽ thấy được một bộ mâm, mâm thì là mâm đúc phay xước nha, với kích thước là 16 inch dành cho cái mâm của Innova này. Đó. À, mâm này thiết kế thì cũng khá là thể thao rồi, đó, rất là đẹp rồi, mà lại còn là mâm đúc nữa. Những cái phiên bản tiền nhiệm trước chúng ta cần sử dụng mâm sắt cơ, đó, này đã đẹp rồi, đó, và kích thước là 16 inch nha quý chị nha. Tiến dần lên phía trên thì gương chiếu hậu sẽ được sơn cùng màu thân xe này, có tích hợp đèn rẽ dạng led trên gương và có chỉnh điện ở trên mẫu xe Innova cũng khá là đầy đủ. Đó, hông xe thì bề thế to, cao, rộng. Đó, và khi chúng ta ngồi trong cái chiếc Innova này thì điều đầu tiên mà chúng ta thấy được đó chính là cái sự rộng rãi, cực kỳ rộng rãi luôn, rất là thoải mái. Đó. À, về cái mức tiêu hao nhiên liệu của Innova thì với khối động cơ là 2.0 lít thì đối với đường kết hợp thì đâu đó loanh quanh tầm khoảng 9,7 lít trên 100 cây, còn đối với đường ngoài đô thị là tầm khoảng 8,1 lít cho quý vị nha. À, động cơ 2.0 mà nên cũng hơi ăn nhiên liệu xìu nhiều xíu. Đó, nhưng mà nó cũng phù hợp lắm bởi vì nó tải là 8 người đó và cái xác của nó cũng khá là nặng thì với cái mức tiêu hao nhiên liệu này thì nó cũng vừa phải như quý vị nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng di chuyển ra cái phần đuôi xe để trải nghiệm thêm về cái chiếc Innova phiên bản số sàn này. Thì ở cái phần đuôi xe thì chúng ta sẽ thấy được ngay đầu tiên đó là một cái phần đuôi xe thiết kế cũng giống như cái phần đầu xe, hiền và rất là hài hòa. Ở cụm đèn thì được làm to bản ở phía sau đây, nó tạo cái điểm nhấn rõ nét cho chiếc Innova này. Ở phía trên thì chúng ta vẫn sẽ có cánh hướng gió phía sau, anten dạng bầy cá, đèn báo phanh dạng led trên cao, xi kính sau và gạt mưa phía sau đầy đủ. An toàn vẫn được trang bị tới 4 cảm biến ở phía sau và một camera lùi để chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe này cực kỳ dễ dàng. Về phần cốp xe, đây cốp xe thì chúng ta sẽ mở cơ nha và hỗ trợ hai tia thủy lực đẩy lên. Đó, phần cốp xe của Innova này khi sử dụng full 8 chỗ ngồi chúng ta vẫn còn đâu đó tầm khoảng 50cm phía sau đây để từ 2 đến 3 vali phía sau đây thoải mái nha quý chị nha. Khá là rộng rãi cho chiếc Innova của chúng ta. Innova thì trong cái phân khúc của nó thì thực sự nói là Innova là một chiếc xe rộng thì không có ngoa, khó chiếc nào qua được Innova lắm quý vị. Đó. Rồi chúng ta sẽ cùng tiến vào cái phần nội thất của chiếc Innova này để trải nghiệm thêm. Thì khi chúng ta nhìn vào cái nội thất của Innova thì chúng ta sẽ thấy được Innova thì được trang bị với hai tông màu chủ đạo là màu đen và màu nâu đỏ ở trên chiếc Innova này. Phần tappy này chúng ta cũng được trang bị một cái tappy bọc nỉ rất là đẹp này. Đó, lên xuống kính tài thì chúng ta cũng là một chạm chống kẹt, nó có chỉnh kính điện, gập kính điện. Đây, nóc cửa trung tâm đầy đủ nha quý chị nha. Rồi, cùng tiến vào phần nội thất với em Vinh nào. Thì cái nội thất của Innova thì trên phiên bản số sàn này nó cũng được thiết kế khá là tối giản ở trên chiếc xe này. Ở phần đầu gối này thì chúng ta sẽ có những cái nút bấm như là điều chỉnh chiều cao đèn bằng tay này, bật tắt cảm biến phía trước này, đó,
thao tác ở đây nha. Phía trên này thì chúng ta vẫn có cái hộc để đi nước này. Đó, cửa gió phía trên. Vô lăng thì cũng tích hợp rất là nhiều nút bấm. Đó, tăng giảm âm lượng đàm thoại rảnh tay, điều khiển màn hình đa thông tin, hệ thống đèn bên đây và hệ thống gạt mưa bên đây. Đó. Về cái màn hình phía trước mặt người lái thì chúng ta sẽ thấy được một cái màn hình đa thông tin nhỏ ở phía trong đây, thể hiện những cái thông số cơ bản ở trên đây để người lái dễ dàng nắm bắt chiếc xe hơn bằng những cái thông số ở trên đây. Đó, hai màn hồ cơ thêm phòng tua máy và tốc độ xe của chúng ta. Về hệ thống giải trí thì chúng ta sẽ được trang bị 6 loa và một màn hình 7 inch ở đây, có kết nối Apple CarPlay này, Android Auto, kết nối Bluetooth USB, trang bị trên đây đầy đủ nha. Hệ thống cam lùi cũng sẽ được thể hiện ở trên đây. Đó, nó giúp chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe này dễ dàng hơn. Xe này thì hệ thống điều hòa thì là điều hòa cơ nha quý chị nha. Đó, điều hòa cơ thôi. Rồi. Vẫn sẽ được trang bị hai chế độ chạy là Eco và Power trên chiếc xe này. VSC, TRC đó, và hệ thống xoay kiến đầy đủ nha quý chị nha. Hộp số sàn rất quen thuộc. Đây là cái chỗ để hộp số sàn của chúng ta. Đó. Tapi bên phụ làm cũng rất là đẹp. Đó. Ghế theo xe thì là ghế nỉ nha quý chị nha. Đó, khách hàng nào mà mua chiếc Innova này muốn trang bị bộ ghế da thì bên em cũng có rất là nhiều màu da, như màu da bò rồi là màu đen rồi màu nâu cánh gián, rất là đẹp luôn. Đó. Và đó là về tổng quan về cái chiếc Innova của chúng ta khi chúng ta nhìn từ cái hàng ghế phía trước. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng di chuyển ra cái hàng ghế thứ hai để trải nghiệm thêm về cái chiếc Innova này. Rồi, chúng ta sẽ cùng tiến vào ngồi lên cái hàng ghế thứ hai này nào. Rồi, hàng ghế thứ hai của Innova thì rộng rãi, thoải mái. Em Vinh ngồi là còn nhỏ hơn cái ghế của nó luôn nha. Nó ngồi rất là thích luôn. Ba người ngồi đây là thoải mái luôn. Có một cái điểm đặc biệt thì khi mà Innova mà chúng ta sử dụng cái bản số sàn để chạy dịch vụ thì khách hàng rất là thích luôn. Tại vì đi nó rất là thoáng. Thứ nhất là nó cao. Cái thứ hai nó rộng rãi, nó thoáng xe. Nó ngồi rất là thích luôn. Gia đình mà muốn đi du lịch mà mướn xe á, thì chắc chắn sẽ chọn Innova thay vì những cái mẫu xe như là Xpander hay là những mẫu xe nhỏ hơn. Đó. Cửa gió thì trang bị phía sau rất là đầy đủ luôn. Tốc độ gió phía sau chỉnh độc lập là hai dàn lạnh nha quý vị nha. Đó, ngồi rất là thoải mái luôn. Cái thao tác để đi lên hàng ghế thứ ba ở trên cái Innova này nó cũng dễ đó quý vị, với một chạm duy nhất thôi. Đó, và em bên sẽ lên trải nghiệm cái hàng ghế thứ ba cùng với anh chị luôn. Đây. Đây là vị trí hàng ghế thứ ba. Em Vinh đang ngồi. Rất là thoải mái luôn nha quý vị nha. Đó, có tựa đầu luôn. Tựa đầu ba vị trí ngồi phía sau luôn nha quý vị nha. Độ ngã rất là tốt này. Đó, trời ơi, cái độ ngã của Innova nó phải nói là rất là tuyệt vời luôn quý vị. Đó, ngồi rất là thoải mái luôn. Hàng ghế này đang đẩy hết cỡ về phía sau luôn nha quý chị nha. Chiều cao của em Vinh là 1m67. Cái này thì nếu mà chiều cao tầm khoảng 1m75 đổ lại là ngồi vẫn rất là thoải mái nha quý chị nha. Rộng lắm luôn á. Innova là ngồi rất là rộng. Đó. Cực kỳ thoải mái luôn trên chiếc Innova này. Đảm bảo chúng ta sẽ có một cái chuyến đi rất là tuyệt vời nếu mà chúng ta mướn cái chiếc Innova này hoặc là sử dụng chiếc xe Innova này. Tuyệt vời lắm quý chị. Và đó là về tổng quan về chiếc Innova phiên bản số sàn của chúng ta. Một cái sự rộng rãi, thoải mái và một cái sự rất là quen thuộc nha khi chúng ta nhắc tới cái mẫu Innova phiên bản số sàn này. Đó. Còn về cái mức giá dành cho tháng 10 của năm 2023 này nó sẽ như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng em Vinh tiến với mức giá của chiếc xe Innova phiên bản số sàn của năm 2023 trong tháng 10 này nha. Thì đối với mức giá niêm yết do nhà máy Toyota Việt Nam công bố dành cho chiếc xe này, chúng ta sẽ có mức giá là 755 triệu đồng là mức giá niêm yết nha. Nếu như lăn bánh tại Sài Gòn mà chưa khấu trừ chương trình khuyến mãi thì chiếc xe này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 818 triệu đồng dành cho chiếc Innova phiên bản số sàn này, là đang tính lệ phí trước bạ là 5% theo thời điểm hiện tại tháng 10 nha quý chị nha, dành cho mẫu xe Innova. Đó, nếu như mà chúng ta khấu trừ lương chương trình khuyến mãi thì trong tháng này đang được giảm giá ngay 20 triệu đồng khi chúng ta mua xe. Thì chiếc xe Innova này nếu như lăn bánh tại Sài Gòn chỉ còn lại là 798 triệu thôi nha quý chị nha. Đó. Mức giá của em Vinh tính là sẽ bao gồm tất cả những cái thuế phí bắt buộc nha quý chị nha. Và chiếc xe này của chúng ta nếu nguyên lăn bánh thì chỉ có 798 triệu tại thành phố Hồ Chí Minh thôi. Tại các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An thì đâu đó nó rơi vào tầm khoảng 778 triệu để sở hữu chiếc xe Innova phiên bản số sàn này. Mức giá rất là tốt nha quý chị nha. Và trong khi đó mức giá niêm yết của em nó đã là 755 triệu rồi. Vậy là nếu mà chúng ta mua xe tại các tỉnh á, thì đâu đó tầm khoảng bỏ ra thêm 20 triệu nữa là sở hữu được chiếc xe Innova phiên bản số sàn này rồi. Mức giá rất là tuyệt vời luôn. Đó, và Innova là một cái gì đó nó rất là phổ thông và nó rất là mang lại những cái sự thoải mái và khẳng định được cái vị thế bền bỉ của mẫu xe Innova này. Nếu như khách hàng nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Innova phiên bản số sàn này thì hiện tại trong tháng 10 của chúng ta vẫn đang có xe có thể giao cho khách hàng. Nếu những khách hàng nào mà đang quan tâm thì đừng ngần ngại gì, nhấc ngay điện thoại lên và gọi cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878, nhận được cái báo giá và cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất dành cho tháng 10 của năm 2023 này nha. Và cho những khách hàng nào mà đang quan tâm đến chương trình trả góp
Hiện tại mức lãi suất nếu chúng ta chứng minh được thu nhập thì chỉ từ 0.62% trong một tháng thôi. Hồ sơ thủ tục đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng. Và những khách hàng nào nếu mà không chứng minh được thu nhập thì nó chỉ nhỉnh hơn một chút xíu thôi nha quý chị nha. Đó, và để biết thông tin hồ sơ chính xác nhất, chúng ta cần những giấy tờ gì, cụ thể chúng ta hãy góp hàng tháng là bao nhiêu, thời gian trả nợ là bao nhiêu, thì chúng ta hãy liên hệ trực tiếp vào hotline video màn hình để được tư vấn chi tiết nhất nha. Và nhà những khách hàng nào muốn đến trực tiếp showroom để coi xe hay là lái thử trải nghiệm xe thì chúng ta thể ghé tại Toyota Tân Tạo Lâm Toa Lạc tại số 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để xem xe, lái thử trải nghiệm xe và đưa ra được cái phương án mua xe sao cho phù hợp nhất với nhu cầu chúng ta nha. Hẹn lại quý chị trong những video tiếp theo và đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một nút đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh Xe Uy Tín nha. Nhớ nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Xe Uy Tín nha. Em xin cảm ơn.